chỉ vài ngày sau vụ đình bản báo Tuổi Trẻ Online gây rúng động làng báo Việt Nam, cục báo chí thuộc Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục chứng tỏ quyền bính khi ra lệnh xử phạt báo Việt Nam Net vì đưa thông tin sai sự thật trong vụ dẫn lời Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang đồng ý luật biểu tình. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 20 tháng 7, 2018 cho hay ông Lưu Ánh Nhật Phúc, cục trưởng cục báo chí, ký lệnh phạt vi phạm hành chính đối với báo Việt Nam Net vì gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài báo Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình đăng ngày 19 tháng 6. Việt Nam Net bị phạt 50 triệu đồng và buộc phải cải chính, xin lỗi đối với thông tin sai sự thật. Tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng khẳng định, trên thực tế, tại buổi tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn ngày 19 tháng 6, 2018, Chủ tịch Quang không phát biểu như nội dung thông tin báo Việt Nam Net đã nêu. Tương tự hành động của báo Tuổi Trẻ Online, đêm 19 tháng 7, báo Việt Nam Net cũng đăng thông tin cải chính và gửi lời xin lỗi đến ông Quang cùng bạn đọc. Báo này cũng viết thêm rằng họ đã xử lý nghiêm đối với vi phạm của các cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm. Hành động này cho thấy Việt Nam Net không có ý định khiếu nại hay khiếu kiện quyết định xử phạt của cục báo chí, điều chưa có trong tiền lệ của truyền thông trong nước. Việc báo Việt Nam Net chỉ bị phạt tiền chứ không bị đình bản như Tuổi Trẻ Online có thể hiểu là do Việt Nam Net có cùng cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin Truyền thông với cục báo chí. Bên cạnh đó, một nguyên do khác được suy đoán là do sức hút và lượt view của báo mạng này trên thực tế không thể so được với phiên bản điện tử của báo Tuổi Trẻ. Sau khi bị đình bản, báo Tuổi Trẻ nay đang xoay sở bằng cách đưa nội dung báo giấy mỗi ngày lên trang fanpage của họ trên mạng xã hội và kêu gọi bạn đọc tăng cường đặt báo giấy. Trong lúc ban biên tập tờ báo này tiếp tục giữ im lặng về lệnh phạt, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phát đi thông cáo nói đây là hành động vi phạm quyền tự do báo chí. Việc cơ quan chức năng này nhắm đến những báo đài vốn tuân thủ đường lối tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi đàn áp những kênh truyền thông độc lập tại Việt Nam là đáng báo động, thông cáo của GSF viết. Trước đó, Ủy ban Bảo vệ các nhà báo, CPJ, đặt trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam dỡ bỏ lệnh phạt ngay lập tức và vô điều kiện. Thông cáo của Ủy ban này viết, chúng tôi lên án hành động kiểm duyệt trắng trợn trong bối cảnh đưa tin bị hạn chế cao của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nên ngừng tự tiện kiểm duyệt truyền thông với nguyên do chưa thuyết phục. Trên mạng xã hội, giới hoạt động xã hội dân sự lên tiếng kêu gọi những phóng viên hiện diện trong buổi tiếp xúc cử tri của ông Quang cung cấp hoặc dò dỉ băng ghi âm để làm sáng tỏ vấn đề là các báo bị phạt có trích dẫn sai phát ngôn của ông này như cáo buộc của cục báo chí hay không. Tuy vậy, điều này gần như là không thể xảy ra. Bởi trong điều kiện làm báo bị kiểm duyệt nghiêm ngặt như tại Việt Nam, không phóng viên, nhà báo nào dám phản kháng lại lệnh phạt cũng như chỉ thị của cục báo chí, ban tuyên giáo trung ương nếu không muốn bị tước thẻ hành nghề hoặc mất việc. Khi lệnh đình bản báo Tuổi Trẻ Online được công bố hôm 16 tháng 7, nhiều blogger lập tức suy đoán và cáo buộc người đứng sau vụ này là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Cộng sản Việt Nam Trương Minh Tuấn. Lập luận ông Tuấn đình bản Tuổi Trẻ Online để trả thù được căn cứ trên loạt bài đăng trên báo Tuổi Trẻ về thương vụ Mobifone mua AVG và việc báo này đưa dồn dập nhiều chi tiết về những sai phạm của ông Tuấn, người từng được mệnh danh là sát thủ của các tổng biên tập và các nhà báo bị tước thẻ trước đây. Tuy vậy, trên thực tế, Bộ trưởng Tuấn nay được cho là đang ở thế hữu danh vô thực do ông này đã mất chức bí thư ban cán sự đảng, Bộ Thông tin Truyền thông, hôm 12 tháng 7 và chỉ còn chờ ngày Quốc hội Cộng sản Việt Nam chính thức họp bỏ phiếu bãi nhiệm ghế bộ trưởng. Điều này gần như không thể đảo ngược, và thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày do quy luật nhân sự tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam là người giữ chức bí thư ban cán sự đảng đương nhiên nắm chức vụ điều hành cao nhất trong một tổ chức và ngược lại. Hiện tại, người ta thấy báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông không còn đưa tin về các hoạt động hoặc phát ngôn chỉ đạo của ông Tuấn như trước thời điểm ông này bị công bố sai phạm rất nghiêm trọng trong thương vụ Mobifone mua AVG. Nếu bị thay ngựa giữa dòng đúng như dự báo, ông Tuấn sẽ là trường hợp tiếp theo các vị, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ, từ chức năm 2004, và cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình, bị miễn nhiệm 2006 vì có trách nhiệm của người đứng đầu trong vụ án xảy ra tại PMU18. Theo Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, thoạt đầu trong số các ứng viên được dự báo thay thế ông Tuấn có các nhân vật, Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tuy vậy, đến cuối ngày 17 tháng 7, nguồn tin thân cận từ Bộ Thông tin Truyền thông hé lộ ứng viên nhiều khả năng nhất ngồi vào ghế ông Tuấn là Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Viettel. Ông Hùng được cho là đã được thông qua quyết định điều chuyển và kết nạp cấp tốc vào Ban Cán sự Đảng, Bộ Thông tin Truyền thông, vào chiều 17 tháng 7, nhưng chưa công bố tin chính thức. Hồi tháng trước, báo Đầu tư ghi nhận, một trong những thành công lớn nhất của ông Nguyễn Mạnh Hùng là đã đề ra chiến lược đưa dịch vụ viễn thông về nông thôn, bán điện thoại di động với giá bình dân và cùng với ban lãnh đạo Viettel thực hiện thành công chiến lược này, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong nước.
Ngoài chức danh người đứng đầu Viettel, ông Hùng hiện còn làm ủy viên quân ủy trung ương. Việc một tướng lĩnh quân đội không có kinh nghiệm liên quan đến báo giới lại lên nắm bộ thông tin truyền thông được xem là chỉ dấu lành ít dữ nhiều cho giới báo chí lệ phải. Chấm dứt nhiều lần trì hoãn kéo dài, chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã buộc phải chính thức công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, qua đó những nhân vật trong Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, kể cả ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của AVG và một số nhân vật bí ẩn khác đã chính thức bắt đầu lộ diện. Trước đó ít ngày, trong cuộc họp của Ban Bí thư ngày 8 tháng 3 năm 2018 để xem xét việc công ty Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm và đồng thời đã có công văn số 6106 CVVPTV kép ngày 8 tháng 3 năm 2018 về việc chỉ đạo việc xử lý vụ Mobifone mua 95% AVG. Theo đó, Tổng Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. Được biết vào lúc mua bán đó, năm 2015, giá trị thực của AVG chỉ vào khoảng 1.983 tỷ đồng, nhưng Mobifone đã hào phóng mua đắt với giá 8.889,815 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước có thể lên tới 7.006 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch nói trên đã được chia chắc cho những cá nhân liên quan có phần tiếp tay. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong thương vụ mua AVG của Mobifone, có 6 cá nhân nhận tới 8.051 tỷ đồng trong tổng giá trị 8.889,98 tỷ đồng. Cũng theo nguồn tin này, các cá nhân trên đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. Tin từ nội bộ Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Mobifone cho biết, trước đó Mobifone chắc chắn không có ý định từ đầu để mua AVG, vì lúc đó công ty VTC cũng là đối tượng đang gặp vấn đề thua lỗ cần đẩy đi càng nhanh càng tốt. Song kể từ khi được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông gợi ý và giới thiệu, thì lãnh đạo Mobifone đột nhiên hăng hở triển khai việc mua AVG. Có tin cho rằng có những lúc ông Cao Xuân Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone còn cao hứng trình hội đồng thành viên để mua AVG với mức giá lên đến hơn 14.000 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức của chúng tôi, nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được nhiều tin tức hơn. Thank you.
trời xa xa khuất ta. Màu mặt nào thôi long lanh ánh đời, dần thầm màu theo năm tháng xa xôi. Không sống đưa đẩy những giấc mơ, không sống chuyên chờ nỗi ngóng chờ. Quay nhiều lặng lẽ chẳng.